Cháu ơi, cháu nhìn này. Ba. Cháu thấy ngon không? Ngon. Con cháu cháu này. Con cháu cháu, giọng Hà cháu. Nhưng cháu ơi. Cháu bảo là có gì nhận đồ người nhận thôi. Cô đi. Cháu không nhận đâu. Cháu ơi, cô đã bảo là cô là người quen của mẹ cháu mà. Này cháu cứ cầm cháu ăn đi. Cô không cần. Burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of
bố đi học về. Vừa nãy mình đã dễ ra bị đỡ một đường siêu việc. Mà khi là cả mất cuộc sống, mình đem móng ra cho một người đá đúng. Ừ đúng rồi, vẫn còn sớm mà. Nhưng mà có biết giờ này Thanh Bắc đã về để chơi đá bóng với mình chưa? Ừ, chắc bây giờ cậu ấy đang về tuổi tốt, mình sẽ đi đá thôi. Ô chà chà, sao ở kia lại có một đứa bé đang chơi đá bóng một mình nhỉ? Ha 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 ha, nhân tiện đây mình có hai chiếc kẹo mút ngon ơi là ngon luôn. Kẹo mút hình Coca này, chai Coca ngon tuyệt vời. Và một chiếc kẹo mút hình cũng chai Coca nhưng nó là vị chanh đấy. Bây giờ mình phải ra kia để mình môi chài đứa bé kia mới được. À, nó đang ở kia chơi một mình đây. Mình phải đến nhanh mới được. Con là người quen đây. Cháu không nhận ra cô à? Tao không biết cô. Cháu không nhận ra cô, cho cháu nhanh quen ấy. Cô là cô Lan, mẹ bạn của mẹ cháu đấy. Cháu không nhận ra cô à? Cháu không thấy cô bao giờ. Thôi con đi cho cháu chơi đá bóng. Cháu ơi, này, cháu nhìn này. Cháu ơi. Ôi cháu nhìn này. À, cháu thấy ngon không? Ngoan. Ừ. Cô cho cháu này. Cô cho cháu xong là cháu. Nhưng cháu ơi, cháu bảo là không người nhận đồ người lạ thôi, cô đi cháu không nhận đâu. Cháu ơi, cô đã bảo là cô là người quen của mẹ cháu mà, nay cháu cứ cầm cho ăn đi, cô không bảo gì cháu đâu, cháu cầm cho ăn đi. Thôi đây cô cho cháu, cháu không nhận đồ người lạ đâu, thôi cô đi. Cô cho cháu mà, cô quý cháu nên cô mới cho cháu đấy, nên cháu cầm đi này. Thôi. Cháu cầm cho cô đi về đây. Cô nhá, cháu cầm cháu ăn đi, cô ngồi đây cho cô xem cháu ăn chứ cô không đưa cháu đi đâu đâu nhá, cháu ăn đi. Cô chào cám cô. Cháu ăn đi nhá. Thế xong ăn xong kẹo là ở ngoài kia có nhiều đồ chơi lắm, cô sẽ đưa cháu ra đây mua đồ chơi nhá. Cháu nhá. Cháu ăn đi, cháu ăn cái Coca cái kia ngon lắm. Cháu bóc cả hai cái cháu ăn cũng được. Ngon không hả cháu? Ê, cháu ăn cái kẹo Coca đi ngon lắm. Ăn xong là cô đưa cháu đi mua đồ chơi nhá. Ở chỗ siêu thị ở kia có nhiều đồ chơi rẻ và đẹp lắm cháu ạ. Nhá. Mình tốt thế. Mấy mình thế này. À đúng rồi. Cô mình dạy là nếu người nào cho ấy, chứ chỗ mình ấy, chắc này để bắt gặp thôi. Con xong chưa? Cô đưa cháu đi siêu thị đi. Cô chờ cháu ra xem kết quả bông. Cháu bị làm sao đấy? Cháu bị ốm. Thôi. Cháu đi đâu đấy? Nó đi kết quả bông đã. Thế nhanh nhanh nha, cô chờ đây nha. Thôi, cháu tạm biệt cô, cháu về đây. Con đưa cháu đi siêu thị để con mua đồ cho cháu với. Cháu ơi. Cháu ơi. Tức quá đi mất rồi. Mất hai cái kẹo mút ngon của mình này còn không bắt được đứa trẻ con đi nữa. Tức quá đi rồi.